Đây là bài thuyết trình của em và em xin giới thiệu ông tên là Vũ Phương Anh, học trường trung học cơ sở Phú Thái và ở tỉnh Hải Dương. Và sau đây là hình minh họa máy tính của em đã làm vào qua những hôm sau. Và đây là máy tính minh họa. Còn còn đây chính là máy tính của em đã làm được. Và máy tính của em có làm được những chức năng như là cộng trừ nhân chia. Và đây là phép cộng. Còn đây là trừ và nhân và cuối cùng là chia. Và em còn những còn em chưa làm những bước em chưa làm được như là tất cả hàng bên trên và dấu mũi tên và hai chữ số không và dấu phẩy. Và thì em muốn nói cốt đến của em chính là cách để có thể cộng hai phép có thể cộng với nhau. Đầu tiên là em sẽ ghép phép cộng và có thể là định nghĩa phép cộng. Và thứ hai là global 51 là có thể khai biến toàn bộ ở 51 và 51 bằng int mở ngoặc e chấm ghép là i51 có thể là kiểu số nguyên e chấm delete không tin cơ chấm n và global operator là có thể khai báo biến operator. Em đã đặt cho là operator bằng 1 và ở bên dưới là em đã định nghĩa F calculation và global 51 và global operator và 52 bằng int chấm get và cũng là kiểu số nguyên. Và em đặt if nếu operator bằng 1 thì e sẽ in ra 0 bằng 51 cộng 52. Và khó khăn của em khi làm là khó khó để khi mà có thể các nút có thể ngăn cách ra với nhau và em còn đi hỏi thầy cô giáo và dự định trong tương lai em sẽ cố gắng làm sao để các nút trong đây có thể hoàn thiện và làm cho người dùng có thể làm được nhiều công việc và nhiều thứ hơn. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình của em. Rồi, cảm ơn phần thuyết trình của Phương Anh giữ nguyên màn hình và show cả cái ảnh ảnh gốc lên để mọi người xem đánh giá. Rồi, vì thời gian của chúng ta cũng khá là gấp gáp nên thôi thầy sẽ nhận xét luôn nhá, thầy sẽ nhận xét luôn bài của Phương Anh. Thì các bạn có thể thấy đây là một bài có giao diện khá là đẹp mắt và sặc sỡ, đúng nhỉ? Bài này là có giao diện khá là đẹp, được chưa? Rất là nhiều màu sắc. Rồi, và thầy sẽ nhận xét bài của Phương Anh như sau. Thứ nhất là về kỹ thuật lập trình, thì xét về giao diện thì bài của Phương Anh khá là đầy đủ, đúng không? Đầy đủ tất cả các nốt, giao diện màu cũng chính xác, đó, rất nhiều màu khác nhau, bạn sử dụng rất nhiều màu khác nhau giống với cả sản phẩm gốc, thậm chí cả gì nhỉ, cả cái ký tự này nữa, đó, ký tự mũi tên, đúng chưa nào? Thậm chí cả cái ký tự mũi tên này, ở đây Phương Anh dùng ký tự này là ký tự gì đây? Em cũng không biết tại em thấy có nên em cho bảo Nhưng mà mình cho vào kiểu gì? Bình thường ví dụ như các bạn đây vừa còn dấu căn đây này. em tra mạng. Rồi, ở đây chúng ta có thể dùng một kỹ thuật là gì nhỉ? Đây các bạn nhìn này, rất nhiều bạn hỏi là cái kỹ thuật Đó là cái sao trừ mờ. ở đây rất nhiều bạn có hỏi thầy là ví dụ cái dấu căn bậc hai này kiểu gì hay là dấu mũi tên kiểu gì đấy, bạn làm được đây này, được chưa? Thì ở đây chúng ta có nhiều cách. Một là cách sử dụng gõ ký tự kết hợp với cả ký tự ALT trên máy tính để gõ ký tự đặc biệt. Và hai là có thể làm gì? Copy, đúng không? Copy ký tự từ trên mạng, mình copy mình paste vào trong PyCharm, nó sẽ cho phép mình sử dụng cái ký tự đấy. Đây này, bạn vẫn dùng để hiển thị cả cái dấu căn như này. Bạn thấy chưa? Nhiều bạn không biết căn như nào. Đấy thì có thể tìm hiểu thêm Đó, thì đấy là cái ưu điểm của bài của Phương Anh, giao diện khá là chuẩn chỉ rồi. Phương Anh cũng cách hàng, cách cột khá là đều nhau, khá là đẹp mắt. Được chưa nhỉ? Đấy thì đấy là về phần giao diện. Còn chỉ có một điều đó là cái này đang hơi bị sai này. Đấy. M đi là M trừ, đi là trừ M. Ở đây nói qua một chút, M cộng với M trừ là gì? Là nút memory, là để mình ghi nhớ một cái kết quả nào đấy rồi mình ép thêm vào hoặc là mình giảm bớt đi cái kết quả đấy, memory nhá. Đấy thì chúng ta có thể dựa vào cái gợi ý của thầy để chúng ta tự tìm hiểu thêm. Còn MR, MCR là các bạn đoán được gì không? Memory clear. Đấy,
ví dụ như vậy thì chúng ta về tự tìm hiểu thêm nhá. Đấy thì thầy gợi ý thì đấy là về phần đồ họa là bài này khá là tốt. Tiếp theo nữa là về phần những cái chức năng thì bài của Phương Anh thì cũng đã đạt các yêu cầu về chức năng, các chức năng cơ bản cộng trừ nhân chia rồi. Hơi tiếc một chút là những cái chức năng nâng cao thêm ví dụ như không không hay là dấu chấm buổi trước thì thầy cũng đã gợi ý các bạn rồi, nhưng mà chắc là Phương Anh cũng chưa có đủ thời gian để thêm những chức năng thêm chức năng của các nút bấm khác đấy, còn một số chức năng mình cũng đang chưa chưa sáng tạo được thêm những cái phần này đấy. Quay vào phần chức năng thì mình đã coi như là mình vừa đạt cái hoàn thành cái yêu cầu cơ bản của cái sản phẩm được chưa nhỉ? Đó, đấy là về phần nhận xét về cái kỹ thuật lập trình của bài. Tiếp theo về kỹ năng thuyết trình thì bài Phương Anh có một ưu điểm là nội dung thuyết trình khá là đầy đủ và chuẩn cho các bước. Đầy đủ từ ban đầu là giới thiệu, mô tả sản phẩm, mô tả chức năng. Đấy, lần này Phương Anh đã giúp được làm tốt hơn các bạn hai bạn trước là mình đã giới thiệu đầy đủ những chức năng hoạt động như thế nào, cái phần nào mình làm được, phần nào chưa làm được, rồi sau đó thì mình mới chọn một cái chức năng để mình giải thích lại, được chưa? Chọn một chức năng để giải thích lại, và sau đó có chia sẻ, có kết thúc rất là đầy đủ. Chỉ có duy nhất một điểm trừ về việc cách mình giải thích lại. Đó, cách mình giải thích lệnh, ví dụ như Phương Anh trực tiếp giải thích luôn cái lệnh là define cái hàm của nút dấu cộng, được chưa? Hàm của nút dấu cộng thì ở đây như thầy đã cũng đã từng nói rồi, tức là như thế là chưa đủ chi tiết, vì ví dụ như để thực hiện chức năng dấu cộng thì mình sẽ phải minh họa đầy đủ các một phép toán cộng diễn ra như thế nào, ví dụ như hai dấu cộng số 3 rồi dấu bằng, tổng cộng cần có 4 nút như vậy, ít nhất là 4 nút, đúng chưa? Nó gồm có các nút số này, nút dấu cộng này, rồi dấu bằng. Và sau đó mình sẽ phải giải thích các nút hoạt động như thế nào. Sau khi nhấn các số xong, thì khi nhấn dấu cộng, thì chuyện gì xảy ra thì mình sẽ thực hiện hàm nào. Thì từ lúc đấy thì mình mới giới thiệu cái hàm define, cái hàm thực hiện phép tính cộng. Đấy, chứ mình không trực tiếp giới thiệu cái hàm đấy, mọi người sẽ không thể nào biết được là thế làm sao mình gắn được cái hàm đấy với cả cái nút này. Đó, thì mình sẽ phải có một cái từ khóa comment để mình gắn là mình quy định là nút dấu cộng được nhấn thì sẽ thực hiện cái gì, đó chưa? Rồi nhấn nút dấu bằng thì sao, đúng chưa? Cái hàm calculator kia là được thực hiện khi nhấn nút dấu bằng, thì mình cần phải giải thích chi tiết hơn, còn như này là mình đang chưa đủ chi tiết nhá. Đấy thì đấy là kỹ về cái nội dung thuyết trình là đầy đủ rồi, nhưng mà chẳng qua là cần phải giải thích lệnh chi tiết hơn. Còn kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói của Phương Anh có vẻ đã có sự chuẩn bị nên là mình cái nội dung nói khá là mềm mại rồi, nhưng mà cái giọng của mình đang hơi run run, thầy đang thấy có vẻ đang hơi run đấy, nó chưa được tự tin rõ ràng, gọi là toát ra cái sự tự tin trong cái việc mình trình bày. Phương Anh có run không, có bị ngại hay Không gì không? Có không đấy, thì thấy giọng hơi hơi run thì không sao, rõ ràng là đấy là mình chuẩn bị tốt rồi nên mình được thuyết trình được liền mạch như này đấy, cũng không bị ví dụ như phải dừng lại nghĩ ngợi hay là bị ngắt ngứ nhiều. Đấy là do mình cái sự chuẩn bị tốt của mình bù đắp lại, còn nếu giả sử Phương Anh mà còn không chuẩn bị tốt, mình ngồi mình nghĩ thì sẽ còn càng run hơn nữa. Đấy, như này đã là tốt rồi, mình chuẩn bị tốt nên là mình nói như này cũng đã là tương đối ổn rồi, chẳng qua giọng cái chất giọng nghe thì thầy có sự hơi hơi run run, là thì cái này là do cái tâm lý của mình nó ảnh hưởng đến. Thì sau cái quá trình thuyết trình mình có nhiều kinh nghiệm hơn thì mình sẽ cải thiện được cái này dần dần nhá. Rồi ok, thì đấy là phần nhận xét của thầy về bài thuyết trình của Phương Anh. Phương Anh đã hoàn thành xong phần thuyết trình của mình nhá.